bạn đang xem đây là cái loại rắc nắp vào các công tắc còi đèn ở trong xe máy xe đạp điện bạn mở ra bạn sẽ thấy là cái loại đây nó sẽ có hai cái đầu như này đó hoặc là cái loại ba chân hai cái đầu như này và một cái vỏ vỏ cái thì nhà mình đang bán ví dụ như cái vỏ cái này sẽ kèm theo ba cái chân cốt vỏ đực 3 kèm theo 3 cốt hoặc đực 4 kèm theo 4 cái cốt như này. Thì mình đang bán đồng giá là 5.000 một cái bộ. Ví dụ như là cái hoặc là đực 3 đực 4 đồng giá với nhau luôn. Thì sẽ kèm chân. Và bán tối thiểu là 10 số lượng là 10 trở lên các bạn nhé Tùy theo bạn lấy đầu cái, đầu 3, đầu 4 cứ miễn sao là 10. 10 cái thì mình sẽ bán và phí ship là 30.000 tức là 10 cái là 50.000 đấy các bạn thì tùy theo bạn lựa chọn nha thích chọn thì món nào thì chọn đấy còn cái loại 3 này thì sẽ lắp cho vỏ 3 như này nhé loại 3 lắp cho vỏ 3 đây hai bên này còn cái loại 4 này thì không có vỏ nhé 4 người ta thiết kế trực tiếp ở trên cái công tắc rồi người ta ghim trên công tắc chứ không có làm cái âm cái cái chân âm như này đấy thì bạn cứ quan sát ở trong cái xe các bạn mà uh, đóng mở nó bị chập chờn hoặc nó không nhận điện thì các bạn có thể là lựa chọn mở ra chuyên ở trong xe máy đấy nhé 5.000 5.000 và số lượng tối thiểu là 10 10 cái phí ship 30 bạn trả riêng công ty vận chuyển nên không có miễn ship đâu rồi ok các bạn nhé